mùi vị nó thơm giống như mùi thịt bò vậy á. Thấy chưa? Anh đang cảm nhận anh tiểu. Tiểu luôn á. Cái thịt này là thịt sườn cấp lớp. Rồi cái này là thịt ba rọi, thịt nạc dăm. Bữa nay Ngân làm món hoành thánh nhân xá xíu. Thì chút xíu Ngân sẽ sử dụng cái nạc dăm này thôi. Còn cái ba rọi với lại cái sườn cốt lết này mình để dành. Thịt ba rọi bữa nay là 140 kg nè, nạc dăm 135. Còn cái cốt lết này nè là 105.000 kg. Như đây là 300.000 tiền thịt heo cả nhà. Cái Ngân có mua thêm, thấy tôm tươi cũng ngon. Cái hôi sẵn mình đi cái mình mua luôn cả nhà. Cái hoành thánh chiên á, mình làm nhân tôm cũng ngon nữa. Nhưng mà bây giờ thì làm nhân tôm á, mình muốn lợp cái số tôm này ra cho nó nhanh, mình phải để trong ngăn đá mấy tiếng đồng hồ á, để cái vỏ nó tróc á. Giờ thì chờ cũng hơi lâu á, cho nên hôm nay Ngân làm nhân thịt thôi. Thịt nạc dăm á, ở đây người ta ra một cái cục thịt dài như vậy nè mọi người. Xong cái mình muốn mua cái đầu mềm á thì nó có nạc hơi nhiều một chút. Còn như mình thích ăn cái đầu giòn thì nó có lẫn lộn nạc với mỡ như vậy nè. Còn cái cốc lết này nó cũng vậy luôn, nó cũng có hai đầu luôn, cái đầu giòn, cái đầu cứng, cái đầu mềm ấy, chứ không phải giòn. Cái đầu cứng kia nó khô lắm. Ngân thì Ngân thích ăn đầu mềm, nó có mỡ mỡ. Ta kêu là sườn cốc lết, sườn mỡ, nó có hai da vậy nè. Nó có cái đường rãnh chính giữa, gân gân chính giữa vậy đó. Mình ăn nó mềm mại mà nó có mỡ mỡ vậy nè, nó ngon lắm. Nhưng mà nó mỡ nhưng mà nó cũng không có mỡ nhiều, cũng ít lắm. Vậy thì mình nướng miếng sườn nó mềm mại. Ngân để vô đây nước cốt tắc. Muối nữa nè. Để Ngân cho nước ấm vô đây. Ngân sẽ ngâm ở đây chừng vài phút đi. Ngân làm bằng thịt nạc dăm. Sau khi mình rửa, mình sơ chế sạch sẽ, mình để ráo rồi như vậy nè. Cái Ngân cắt nhỏ ra. Lượng thịt như đây là 1 kg 50 á. Giờ Ngân ướp vô đây nha. Hành tím băm nè, tỏi băm nè, xả băm nữa, tương ớt, chừng nửa muỗng canh. Ngân để hành lá vô nữa, chút tiêu, nước tương, một muỗng canh. Ngân ướp một muỗng canh dầu hào nữa, ngũ vị hương. Ngân ướp một muỗng cà phê, một muỗng cà phê hạt nêm, hai muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê bột ngọt. Ngân xài cái nước sốt xá xíu của Charlie Med. Ngân sẽ cho thêm một muỗng nước ướp thịt nướng nha. Đó. Cái nước ướp thịt nướng của Charlie Med này nè, ngon lắm. Cái loại chai hay loại gói nó cũng y chang nhau à. Mình không có thời gian mình mua cái gói mình về. Rồi xong mình mua thịt á, xong mình ướp vô, mình nướng ăn liền luôn. Người ta làm cái gia vị sẵn hết rồi, ngon lắm. Nhà Ngân thích ăn cái vị này nè. Ngân để vô một chút ớt bột nữa. Chừng lưng một muỗng cà phê. Ngân sử dụng ớt bột loại này. Những cái nguyên liệu mà nước sốt xá xíu nè, rồi sốt thịt nướng đó, Ngân mua trong Bách Hóa Xanh. Mình cũng để vô chừng một muỗng cà phê nước mắm nữa. Cho nó thơm á. Ba lắc là không được. Đúng mấy con. Ừ. Còn bà đặt nó đi do nhỏ nữa. Nó nhỏ quá à, quay chưa đủ vòng đâu. Lý do đó. Thì lúc nãy giờ nó nhẹ hơn sao. Ủa chi vòng nặng sao lắc. Lắc nặng nó mới lên luôn. Wow. Ghê không? Ghê không? Cười không chịu nổi. Em nhìn đi nha. Lắc trưa lên. Hai cho con ồn ào quá à. Rồi 12 giờ đi chơi. Thôi đi làm đi bay. Hai lượt.
mình trộn cho cái gia vị nó đều, thịt nó thơm mùi sả rồi mùi nước tương, mùi xá xíu, cái mùi sốt thịt nướng cũng thơm. Rồi đứa nó đang lắc vòng, thằng thì ốm nhom mà còn con thì đang cần giảm cân, còn thằng kia thì nó lắc vòng không biết để làm cái gì luôn, chắc nó muốn làm người mẫu hay sao. Bạn cũng xua ở sát bên nhà mọi người. Lá hoành thánh này Ngân mua người ta làm sẵn ở ngoài chợ á, nhiều đây mà có 12.000 đồng nè, rất là nhiều luôn á. Này mình ăn không hết, cái mình cho vô cái bao á, cái mình để ở trong ngăn ngăn đá, khi nào mình cần cái mình lấy ra, mình rã đông cái mình cuốn thịt mình ăn. Cái này á thì mình làm tại nhà cũng được nữa, mình làm bằng bột mì với lại trứng á, cái mình nhồi bột xong rồi mình cán mỏng ra, cái mình cắt theo hình vuông vậy nè, mình lấy cái đầu muỗng vậy nè, mình thon ít lòng trắng trứng vô trong đây, mình cho mình gấp cái mối lại cho nó được dính á. Mình dòm cái phần nhân cho nó thành cái hình tròn vậy nè, dòm vậy nè, rồi cái mình lấy cái lòng nắng trứng mình chét lên đây, mình dán lại đó vậy nè, cái mình dán cái mối lại vậy nè đó. Vậy là nó sẽ ra cái hình của cái thỏi vàng vậy nè, đây đây. Rồi Ngân sẽ làm tiếp, bây giờ Ngân sẽ cắt đèn gốc, đèn gốc, đèn gốc đó. Cái mình cho nhân vô chính giữa nè, chét cái lòng trắng trứng vô trong đây để mình lợi mối cho nó dính đó. Ngày sẽ cuốn như vậy ha, mình sẽ cuốn như vậy thành cái hình tròn như vậy. Rồi cái này mình cũng cuốn như vậy luôn nè, cuốn như vậy luôn đó. Rồi cái này cũng vậy luôn cả nhà. Đó. Rồi xong cái mình cuốn mối bên đây, xong cái mình cũng cuốn mối bên đây vậy. Vậy là sẽ ra hình cái bông hồng. Rồi giờ mình sẽ cuốn cái kiểu nụ tầm xuân nha. Rồi bây giờ Ngân sẽ cuốn thêm một cái cách khác nữa. Rồi cái mình gấp hai cái miếng này lại, kéo cái miếng này lên đó. Ngày mình cũng kéo cái miếng này lên. Thấp túi tiền. Mình chét cái lòng trắng trứng vô trong đây. Rồi mình dán cái mối nữa. Đó. Mình gấp cái mối lại vậy. Mình cuộn lại. Vậy cái mình lặn cái cánh nó ra như vậy nè. Rồi cái cho mình xoay lại đây, mình lặn lại. Cái này nó hơi dày cho nên nó dễ bị gãy á. Làm nhẹ nhẹ tay thôi. Vậy là đã có thêm một cách cuốn theo kiểu hoa hồng nữa nè. Rồi mình sẽ cho vô đây. Nếu như mình không có thời gian cuốn giống như mấy cách hồi nãy á, mình cuốn cách này nè, nhanh hơn nhiều luôn á mọi người. Cái mình dán hai đầu này lại, mình đồ cái nhân vô trong chính giữa như nè, cái chét chút lòng trắng trứng bên đây như nè, ghép lại như là xong, nhanh đơn giản gọn lẹ luôn.
Quành thánh chiên nè, cái mình cuốn với rau rừng nha. Hồi nãy anh em nó mới đi mua rau rừng rồi xà lách, cà chua, dưa leo gì quá trời quá đất luôn. Rồi có xà lách son nữa, dưa kiệu nữa. Rồi ăn cơm với lại canh măng nấu với xương vịt. Rồi, cái này nước mắm chua ngọt nè. Quá trời một bàn luôn. Mà có hai món à. Cười, em mới bắt đầu vô rồi để cười trước. Lần đầu tiên lên sóng nha cả nhà. Thằng em ruột. Nữa, cười nữa. Mày diễn ngại mày. Mấy tháng hả? Bữa nay đứng ngồi đứng được ngồi ăn chung á. Hai đem vào vừa quảnh, vừa quá. Nhưng mà cả nhà ăn cơm, ăn mà thánh chiên với căn nhà, cú rau rừng với lại xà lách đâu. Mình ăn ba cả nhà ơi. Mời cả nhà ăn cơm. Rồi, ăn thôi. Ăn bánh thánh nha. Cuốn rau ăn. Cuốn xà lách nè, rồi cái mình cuốn cái này là lá cốc nè. À, thiếu đồ thơm, để nhìn quên thơm. Này có lá xá xị nè. Cái lá xá xị. Bạch cốc xá xị. Có lá rớ, cái gì nữa ta? Cô này. Không có này, không có lá linh lăng. Bạch dừng, có linh lăng. Có. Ủa, không ăn cái này là kia. Cho miếng dưa leo nữa. Dưa leo cho nó giòn giòn. Này mình chấm nước mắm chua ngọt. Cái này mình ăn không thì mình chấm với lại tương ớt. Còn như mình cuốn mình chấm với chua ngọt. Ăn nào cũng được đó. Mấy cái này trang trí còn chị này không trang trí. Ừ, không thôi. Ừ. Giống như là chả giò á. Thơm giống như mùi thịt bò vậy á. Thấy chưa? Thịt ăn thịt ăn cảm nhận ăn thiệt. Thiệt luôn á. Nó có bị xa xíu á. Ừ. Thịt bò. Thịt bò á. Thơm. Ngon lắm. Có cái mùi xả, mùi xá xíu á. Nãy có ớt rồi mà cái giờ như sốt thịt nướng nữa. Trời ơi. Quên. Cái món dưa kiểu mấy cái nó để dưa cuốn dưa kiểu vô ngon á. Đúng rồi. Tự nhiên em quên. Phát dưa kiểu quên. Trời đây nữa nè. Xà lách son kẹp vô. Giảm năm vòng có mấy tháng à? Tháng 5-6 tháng à?
bao nữa thừa tại mẹ nữa. Mẹ đi quạt hay cho con nhịn lớp rồi đấy, sao nguyên nhà mập hết. Tại mẹ thì cắt không hút tay mày nữa, nhìn khỏi lo. Mới các bạn lên 97kg luôn á. Bằng anh hai hồi xưa luôn, 97kg. Đập chai hết số luôn, cái trang những gì ăn quất luôn. Nó cá nhồng út hết chín cái trang nhưng ngon út rồi. Không cơ, mày làm cho thầy mày. Chiều anh em mới đi làm về nó bụng á, ăn kiểu này ngon lắm. Cái lá bình thánh ăn nó dờ cái trang như là mình cuốn chả giò vậy. Cháu làm bữa trưa mà có được cái bàn vậy á, hết số. Nhân tỏi không? Ở đây bức tranh nhưng mà không thấy bức tranh anh nó cao quá. Không lẽ giờ mốt về bức tranh cũng với tấm giấc này luôn. Mẹ con tự làm á. Bức tranh nhỏ. Bức tranh nhỏ nó dựa cái khung này luôn. Nhưng mà đeo vậy nó không hợp lý. Rồi, mà lượm lên em. Bỏ ủng. Dùng lên rửa lại. Bà nói cảm nhận đi, nãy giờ bà chưa nói với cho bà Thánh á. Ngon hay không? Ngon. Ngon không? Ngon đó. Nó gì đó, nó có cái xả nó thơm. Có lá nhái này nè. Lá nhái, cái lá nhái. Nó giống như là cái bông dạng thọ vậy. Tự nhiên nó bông dạng thọ, cái thấy vô kiểu mình nhớ Tết quá trời luôn. Chú quên rồi, ăn cái này hả? Cái lá nhái là lá gì á? Lá trong cái lá đậu vườn người ta kêu là lá nhái. Còn như quê mình cũng có cái này không? Nãy em quên lấy tỏi nha. Rồi đây là tỏi cô đơn nè. Có cục à, có muối nè. Nó kêu là tỏi cô đơn. Ngon quá nhạt. Cuốn cao vườn ngon tuyệt vời. Mùi mà chua, thơm. Cơm ở nhà, giống như người Hàn Quốc vậy đó. Ăn gì ta cũng
nay cuốn cơm như gao vậy nè. Trời ơi, rau quá trời luôn. Ủa bảy cái thỏi vàng anh, nãy giờ có nhìn cái thỏi vàng không? Có. Cái thỏi vàng không nhìn? Vàng à. Tết làm này được. Cái mầm được cuốn không? Phải vàng nhìn không các bạn? Cái dư kiểu rồi nè, Ngân làm hồi lúc trước khi Ngân về quê luôn á cả nhà.
cái ngân lên, con tính bỏ rồi, xong con ăn lại vẫn còn thấy giòn ngon quá trời quá đất, ngon lành luôn, không có bị hư heo gì trơn. Rồi để ăn tiếp luôn. Luôn cái này người ta để cả năm luôn á chứ đâu có sao. Ngâm. Nhà có đúng cách. Ngán. Cái nhà mình ăn cũng quá trời quá đất rồi cũng còn rồi ha. Còn. Ừ. Ừ. Cái rổ rau cũng dơ dơ bớt nè. Nè, bức tranh Ngân làm nè. Thuận buồm xuôi gió. Cái bức tranh này làm mà nửa tháng trời. Tranh đá, tranh đính đá. À, còn cái bức tranh này nhỏ hơn bức tranh hồi nãy. Nhưng mà tranh này là tranh thêu làm lâu lắm. Làm một tháng rưỡi mới xong. Nhỏ hơn nhiều nhưng mà làm lâu lâu hơn bức tranh hồi nãy nhiều. Bức tranh thôn quê. Bức tranh cảnh ở nhà quê Ngân rất là thích cái cảnh này luôn. Có cầu khỉ rồi có ruộng lúa rồi có thuyền rồi nữa.